Vâng, tiếp tục là những dòng loa LA laptop bên em mới về nhé. Mới về đây là dòng LA laptop 1 bát 25 và 4 tép. Và bên em lại cũng có về được một dòng bát 2 bát 25 và 4 tép. Thì các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm LA laptop 1 bát hay là 2 bát thì các bác cứ alo cho em nhé. Đây, những sản phẩm mà về nó còn rất đẹp nhé. Và với dòng loa lời ở video này thì bên em sẽ mời các bác chiêm ngưỡng cái sản phẩm của dòng loa JD có mã là PA08. Công suất của dòng này thì nó dao động khoảng 200W nhé. Đấy, thông số đây các bác ạ. 1 bát 20 và 1 tép kèn. JD thì đặc trưng của nó là tép kèn màu vàng. Đẹp nhá. JD. Đẹp chưa các bác? Rất thon gọn nhé. Dòng này các bác hỗ trợ lời thì tuyệt vời luôn. Và phía bên ngoài này thì anh em đã tháo một chiếc ra để các bác được chiêm ngưỡng về cái nội thất của dòng loa JD PA08 này. Đấy, thủ cân nhé các bác nhé. Đẹp chưa? Quá đẹp. Phân tần khủng nhé. Phân tần dài dài khoảng hơn một nửa thùng nhé các bác ơi. Phân tần kinh khủng. Đấy, bông tiêu âm. Có cả cọc cắm nhé. Cọc cắm ở chân loa nhé. Và đây, đây là chiếc bát này, chiếc tép này. Đấy, tép đặc trưng của JD nhé. Dập luôn cả thương hiệu JD luôn. Xịn sò 100% nhé các bác nhé. Và JD thì thương hiệu đến từ Tây Ban Nha rồi. Các bác cũng đã biết rồi. Bên em cung cấp rất nhiều các mã loa JD. Đấy, và bên em hiện tại đang có những mã JD bát 25, bát 30. Và đây thì dòng này hỗ trợ lời thì nó là bát 20 nhé. Đẹp chưa các bác? Quá đẹp nhá. Phê không? Đẹp, zin đét đèn đẹp này. Đấy, gì đây? Rất chất nha các bác nhá. Và dòng này thì hàng vừa mới cập bến, bên em cũng chưa xem sổ sách giá cả. Thì các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác alo cho em nhé. Alo cho em qua số hotline này, 0963101888 hoặc 0962355349. Đấy, khi bên em đăng tải lên thì bên em sẽ cộng cước cộng giá, bên em sẽ các bác cứ alo cho em, bên em sẽ báo giá cho các bác. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Đấy, đây là những sản phẩm của dòng loa Bre bát 40 tép kèn, leo toàn tập như các bác nhé. Bát leo, tép leo, quá chất cho một dòng loa và đã cực cao 2019 nhé. Đấy, đứng góc nào thì cũng có sản phẩm loa. Đây là sản phẩm của dòng loa BG Audio F8 bát 20 và 2 tép này, cực chất nhé. Những sản phẩm này thì bên em còn rất nhiều nhé. Như đây 4 cặp này thì cũng đã có những bác khách đã đặt hàng bên em rồi. Bên em xếp ra đây để một lát nữa anh em sẽ đóng gói, sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Đấy, đẹp chưa? Hàng nguyên chất bãi nhé. Mới chỉ cần lau qua, bên em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Nên có những vết xước răm nhỏ nhỏ tí này, không quan trọng nhé các bác nhé. Trong những ngày Tết, giáp Tết nó rất bận, kể cả những vết bụi bẩn này, anh em chỉ cần lau sơ qua thôi. Về các bác cũng thích sạch sẽ thì các bác lau hộ em, giúp em nhé. Đấy, em chỉ lau được như thế này thôi, đẹp lắm rồi. Quá đẹp cho một sản phẩm hàng loại, quá chất. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.